Đây là một tập đoàn người đẹp. Rồi, quá đẹp luôn. Đây là một tập đoàn người đẹp đến từ trường tiểu học trung học cơ sở Trần Quang Khải nha các bạn. Ở trên đây là quán ăn sân vườn Tám Giỏi nha, có cái view rất là đẹp luôn. Chào các bạn đến với video tiếp theo của kênh Hút Nút Trái Tim nha. Hôm nay thì mình ở trường mình có tổ chức đại hội công đoàn xong rồi ở trường có lên đây ăn dự tiệc ở trên đây nè. Sẵn đây mình giới thiệu cho các bạn luôn. Đây là hiện tại mình đang ở cái quán ăn gia đình đó là Tám Giỏi, thuộc cái đây là thuộc cái trên đường Công Binh đó, mình đi dài qua bên chùa Rô á của tỉnh Biên nè. Đây là trên đường nè hả, rồi phía sau lưng mình là một cái bảng tên là quán Tám Giỏi nữa ha. Có đặc sản các món như là thỏ, gà với rắn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đến quán ăn này ha, mời các bạn theo mình nha. Đây là cái cổng chính nè, mình đi vào quán này nha. Đây là cái nhà của chủ quán nè, rất là to luôn. Rồi phía sau đó là cái mở ra để cho mình thưởng thức cái, có rất là nhiều cái cây trong đó. Trong đó là có vườn ổi nè, xoài, khế, cà na vân vân. Và phía sau là cái khu viên cái nhà rất là mát nha các bạn. Chúng ta đi từ thẳng vào từ phía trước và phía sau thì bên tay phải là cái nhà của gia đình, và phía bên tay trái và dài phía sau luôn là nơi để cho thực khách họ đến thưởng thức các món ăn. Đây là cái khu bếp mà khu chế biến nè, cho các bạn xem nha. Ta bước vào đó, đây là bố trí trưng bày rất là đẹp nè, gọn gàng ngăn nắp nè các bạn. Đặc biệt đây là có cái máy lọc nước nữa nè, để cho các bạn nè nấu ăn bằng máy lọc nước đàng hoàng nha. Rồi, lò, bếp. Đây là có cái cây ớt hiểm mà siêu to khổng lồ luôn nha các bạn. Cây ớt này nó cao hơn mình nữa. Mình có bằng xem cái cây ớt của quán này nè nha. Quán của quán ăn sân vườn Tám Giỏi nè. Cây ớt hiểm nè. Đường ớt tới trên ngọn luôn, rất là to luôn. Này mình tính ra đường kính là có khoảng 2 mét nha. Các bạn nào có dịp đi qua đây hãy một lần ghé quán Tám Giỏi để thưởng thức nha các bạn. Quán này nằm ở trên cái đường nè, Công Binh nè, đi qua chùa Rô. Đây đi thẳng ra phía sau, có rất nhiều cây ăn trái luôn nè, có cây xoài. Và cái khuôn viên nó rất là rộng luôn, cho nên là nhiều khi cái nhân viên mà phục vụ khách hàng là họ phải chạy xe ha, để chở đồ đi ha, chứ đi bộ qua đi cũng không nổi nữa. Ai đi không có để gimbal cho nên là quay nó hơi rung rung, các bạn thông cảm nha. Đó, mình đi từ trước ra sau. Đây là một tập đoàn người đẹp. Rồi, quá đẹp luôn.
Đây là một tập đoàn người đẹp đến từ trường tiểu học trung học cơ sở Trần Quang Khải nha các bạn. Ở trên đây là quán ăn sân vườn Tám Giỏi nha, có cái view rất là đẹp luôn. Ở trên cái quán này luôn là có ổi rất là nhiều luôn nha. Đây là cái quán sân vườn rất là mát luôn. Đây là mình sẽ quay cận cảnh cái cây ổi các bạn xem nè ha. Ở cái quán ăn này nó có nhiều, rất là có nhiều cái không gian riêng để cho các bạn đến đây ngồi thưởng thức. Và phía chính giữa cái khuôn viên của cái quán ăn là có một cái ao rất là to nha, và có một cái vó để bắt cá nè. Đây là nơi để cho các bạn nè có thể là check in chụp hình cũng rất là đẹp luôn. Đây là họ đang có cá ở dưới ao nữa nha, đang giọng cá. Đó, rất là đẹp luôn nha. Trên đây thì có cái cây là cây mẫn cầu sim. Đây là cây cà na nè, trái cà na. Ở đây là cây khế. Cây khế có rất là nhiều trái luôn. Không biết khế này khế ngọt hay khế chua nữa. Mình sẽ hái thử cái khế nha. Mình ăn thử xem cho nó chua hay là nó ngọt nha. Đây nè. Đây thì khế ngọt vậy các bạn, rất là ngọt luôn. Khế ngọt lắm. Mình đi len lỏi trong cái khu vườn này nè, có rất là nhiều cây luôn. Cây mít, mít nha, cây rất là thấp luôn. Thường là mít mình phải lê bẻ, chứ cần cây mít này là mình phải nằm bẻ mới được nha. Nhìn cái mít nè, sát đất luôn. Giờ các bạn xem cái cây mít này nè. Đó, các bạn thấy trái không? Trái nằm sát đất luôn nè. Nên bích nè, bích nè, ngồi bẻ, nằm bẻ, không có leo bẻ nữa. Cái quán ăn vườn ổi, cái quán ăn ở khu vườn ổi của Tám Giỏi nè, chạy thẳng lên luôn. Trái ơi, nằm ở trên cái đường Công Binh á, chúng ta đi qua chùa Rô. Phía sau mình là một cái vườn ổi luôn.